trở lại với Mimin Tarot. Và ngày hôm nay thì mình đem đến cho các bạn chủ đề đó là điều gì sẽ kết thúc và điều gì sẽ bắt đầu. Trả bài hôm nay thì mình rút khá là nhiều bài để cung cấp thông tin cho hai câu hỏi đó. Thì chúng ta cũng sẽ có ba sự lựa chọn như thường lệ là 1, 2, 3. Hãy chọn cho mình một ký tự cổ để xem là điều gì sẽ kết thúc và điều gì sẽ bắt đầu ở trong cái thời điểm tiếp theo trong cuộc sống của các bạn nhé. Đừng quên like video này, comment cũng là nhấn đăng ký kênh nhé, nếu như các bạn chưa đăng ký kênh của mình. Ok, và chúng ta sẽ đến với số 1 nhé. Chào các bạn, đến với tụ bài đầu tiên nhé. Đây là trẻ bé trung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này một cách là cởi mở nhất. Bởi vì quá nhiều bài trên không có đủ để mà xếp luôn. Ok, thì mình sẽ đến với cái câu hỏi đó là điều gì sẽ kết thúc và điều gì sẽ bắt đầu nhá. Chúng ta sẽ đến với điều gì sẽ kết thúc. Thì mình thấy cái điều sẽ kết thúc trong cuộc sống của các bạn đó chính là một cái khoảng thời gian, quãng thời gian mà mình thấy các bạn hầu như không được làm gì hết, không hành động gì được cả. Có thể là chỉ làm im tại chỗ, rồi tất cả mọi thứ nó rất là mù mờ. Mình thấy là bạn đã phải là đi từng bước rất là từ từ, bình tĩnh, thậm chí là đứng yên tại chỗ, không làm gì được. Bởi vì có thể là do những cái thứ xung quanh trong cuộc sống của các bạn ấy, nó cũng có thể là do dịch bệnh, do những thứ xung quanh trong cuộc sống của các bạn nó không cho phép bạn làm điều gì cả. Và mình thấy mọi thứ nó mù mờ trong cái thời điểm trước của các bạn ấy. Và mình thấy là mọi thứ sẽ dần đi đến hồi kết, đi đến kết thúc trong cái thời điểm tiếp theo. Thì mình thấy là kể cả trong những khoảng thời gian nó mù mờ nhất, nó đen tối nhất trong, hay là nó đem đến cho các bạn những cái sự gọi là không rõ ràng nhất ấy, thì mình thấy là vẫn ở đâu đó trong cuộc sống các bạn ấy, các bạn vẫn lắng nghe được sự hướng dẫn. Có thể nó đến từ bên trong của các bạn, có thể đến từ higher self hay là vũ trụ, vẫn giữ cho các bạn hiểu rằng là tin rằng là à, mọi thứ rồi cũng sẽ đến lúc để có thể thoát khỏi cái tình trạng này mà thôi. Và mình thấy cái cảm xúc của các bạn ấy có thể là nó khá là tiêu cực ở trong cái thời điểm trước, trong cái giai đoạn trước, và mình thấy là nó sẽ kết thúc trong một cái thời điểm tiếp theo. Thì cái cảm xúc của các bạn có thể là các bạn cảm thấy rất là chán nản, buồn bã, mất ăn mất ngủ, đôi khi chả vì cái lý do gì cả, chỉ cảm thấy tại sao cuộc sống mông lung, rồi mục tiêu mông lung, rồi tất cả mọi thứ nó mông lung đến như vậy. Mình không thể làm cách nào để có thể cải thiện được mọi thứ tình trạng như vậy. Và thật ra thì mình cảm thấy là mọi thứ nó đang dần đi đến hồi kết rồi. Cái trạng thái của cái việc tiêu cực này, của những cái điều nó không rõ ràng trong cuộc sống các bạn ấy, nó sẽ dần đi đến hồi kết. Một bạn đang hoàn thành một cái chu trình nào đó rồi, đang khép lại một cái chu trình nào đó để có thể là kết thúc một chương cũ, bước sang một cái giai đoạn mới ở đây. Thì mình thấy là có thể là trong cái giai đoạn trước, cái thời điểm mà nó mù mờ ấy, thì mình thấy có thể là các bạn mộng mị, cái giấc ngủ của các bạn nó cũng không được ngon, đau đầu, mệt mỏi, khó ngủ, hoặc là ngủ thì nó không ngon, mộng mị, mơ màng rất là nhiều. Và mình thấy là bạn có một cái khao khát rất lớn từ bên trong bản thân các bạn, nên là các bạn chỉ có muốn phá vỡ khỏi cái hàng rào này ra mà thôi, phá vỡ cái tình huống thời điểm hiện tại ra mà thôi. Nhưng mình thấy là các bạn không thể làm gì hết, các bạn chỉ có thể chọn cách đi từng bước rất chậm, rất chậm, lê đôi bàn chân, đúng không? từng bước rất là chậm. Mà trong khi mình cảm thấy các bạn có quá nhiều dự định, quá nhiều mong muốn, quá nhiều đam mê muốn thực hiện nhưng không thể làm gì cả được. Thì mình thấy là mọi thứ, cái tình trạng đấy của các bạn ấy, nó đang dần đi đến hồi kết và nó sẽ đi đến hồi kết trong cái thời điểm tiếp theo. Cái cảm xúc của các bạn nó cũng sẽ bắt đầu ổn định hơn, được tích cực hơn, và dần dần tất cả những cái chướng ngại vật trong cuộc sống các bạn ấy nó cũng sẽ dần dần được đẩy lùi để chuyển sang cho bạn một cái giai đoạn mới ở đây. The World cũng làm nói với cái việc đấy là có một cái chu trình nào đó được khép lại đây rồi, một cái hành trình, một cái cycle nào đó được đóng lại đây rồi, để các bạn chuẩn bị bước sang một cái cycle mới, giai đoạn mới trong cuộc sống của các bạn. Đấy là cái điều sẽ kết thúc nhá. Bây giờ đến với cái điều sẽ bắt đầu này. Điều sẽ bắt đầu ở đây hơi nhiều nhá. Điều đầu tiên mình thấy là các bạn có là ánh trăng. Thật ra ánh trăng ấy, nó thể hiện cho một cái, cho dù ở Tarot hay là Oracle, thì mình thấy là nó đều thể hiện cho một cái sự mù mờ, cái sự không rõ ràng, sự mập mờ trong cuộc sống của các bạn. Nhưng mà nó có một cái điểm tích cực, đấy là bạn cũng sẽ vẫn nhận được cái sự hướng dẫn, hay là tìm ra được cái đường đi, đường hướng cho các bạn ở trong cái màn đêm tối đó. Nhưng các bạn biết không, với cái lá bài này, cái điều sẽ bắt đầu với các bạn đấy là tất cả những cái mây đen, những cái mây mù trong cuộc sống các bạn ấy sẽ được làm sáng tỏ, sẽ được làm sạch đó. Cho nên là cứ yên tâm trong cái thời điểm tiếp theo. Đấy là điều đầu tiên. Điều thứ hai nữa, mình thấy các bạn tìm được cái sự bình yên sau một cái chuỗi ngày mà nó rất là mệt mỏi, rất là buồn bã. Ở đây có 9 kiếm này, các bạn có ngay Peaceful Resolution này, tức là các bạn sẽ có được cái sự bình yên bên trong tâm hồn của các bạn sẽ bùng nổ hơn. Tức là trước đây các bạn phải nằm im, thì bây giờ các bạn
cái điều khởi đầu với các bạn là các bạn được bùng nổ hơn, các bạn được làm cái điều mà các bạn thực sự mong muốn. Và mình thấy rằng là tất cả những cái thứ mù mờ sẽ được làm sạch, làm sáng tỏ cho các bạn. Thêm vào đó đây, mình thấy các bạn sẽ được là chính các bạn. Các bạn tỏa sáng ra, các bạn thể hiện bản thân của các bạn, cũng như là thể hiện cái đam mê của các bạn nó rõ ràng hơn. Bởi vì giống như thời điểm sắp tới đây mới là cái thời điểm có nó thiên thời địa lợi nhân hòa cho các bạn, để các bạn có thể thực hiện được cái mong muốn. Và mình thấy rằng là với cái lá soulmate ở đây thì mình thấy là khả năng rất cao. Soulmate ở đây rồi có the lover ở đây, the pair of cup đây, thì mình thấy là khả năng rất cao thời điểm tiếp theo, cái thứ khởi đầu với các bạn có thể là các bạn sẽ có một cái mối quan hệ soulmate nào đó. Soulmate ở đây thì rất là nhiều dạng, nhưng mình thấy ở đây có thể là một cái mối quan hệ tình cảm lãng mạn. Tuy nhiên này, mình thấy là có thể xâm suốt một khoảng thời gian dài các bạn bế quan tỏa cảng, hay là kiểu giống như là bị đóng băng ấy, cho nên cái khao khát bên trong bạn nó rất lớn, nhưng các bạn phải biết kiềm chế nó một chút, các bạn phải biết sử dụng cái năng lượng đấy đúng lúc đúng chỗ một chút. Chứ thật ra khi mà nó được lới lỏng ra một cái, bạn cũng đừng quá là bung xõa một cách gọi là nó quá ấy, bởi vì điều đó nó sẽ khiến cho các bạn rơi vào cái trạng thái mất kiểm soát về mặt cảm xúc, mất kiểm soát về mọi thứ ở trong cuộc sống của các bạn. Bởi vì mình thấy ở đây có thể nhiều bạn sẽ kiểu bởi vì ở lâu quá, đóng băng quá lâu quá ấy, cho nên khi mà các bạn bung ra là các bạn bung xóa nát bét luôn ấy, kiểu như vậy. Thế là hãy giữ cho mình một cái sự chừng mực, hãy tìm kiếm và cân bằng mọi thứ, phải ở điểm cân bằng nhá. Cho dù các bạn có vui như thế nào chăng nữa thì các bạn cũng phải có được một cái sự cân bằng, hai chân vẫn phải chạm xuống đất đó, hai chân vẫn phải chạm xuống đất. Bởi vì mình thấy có thể rất dễ các bạn sẽ bị cuốn vào một cái mối quan hệ mà các bạn cho là soulmate, sau đó là các bạn bị quấn vào nó quá nhiều ấy, không dứt ra được ấy đó. Và mình thấy là các bạn sẽ bắt đầu chuyển hướng cái năng lượng của các bạn từ cái tiêu cực sang những cái tích cực hơn. Đó. Và mình thấy các bạn có cực kỳ nhiều cái đam mê đối với cái người mới sắp tới ở đây, soulmate nào đó ở đây. Cực kỳ nhiều đam mê, cực kỳ nhiều khao khát đối với họ. Mình thấy các bạn sẽ bung xõa hết mức ở đây đấy. Ok, đợi mình sẽ rút thêm. Nhưng mà như mình đã nói là hãy tìm cho mình cái điểm cân bằng, đừng để cho nó bung quá, nó xõa quá, rồi đến khi các bạn không có kiểm soát được tình hình ấy. Cái gì quá thì cũng không tốt đâu, kiểu gì cũng thế cả, cái gì quá thì cũng không tốt, hãy cân bằng nó. Bởi vì nhiều khi các bạn bắt đầu được bung được gì nhỉ, được bung và được bung lụa đấy, thì các bạn có xu hướng là sẽ sới hết tất cả lên đấy, kiểu thế, để cho nó bõ đấy. Unrequited love, bởi vì đấy mình bảo mà nó rất là dễ bị quá, đấy là các bạn có thể sẽ bị mất cân bằng, tức là cái gì nó vội quá, cái gì nó nhanh quá, cái gì nó nhiều quá ấy. Cái tình cảm, ví dụ là cái tình cảm của bạn đối với người soulmate này, với cái người mới đang đến này, nó nhiều quá, nó bung xõa quá, nó sẽ trở thành một cái gọi là quá mức. Và nó dễ, rất là dễ trở thành một cái mối quan hệ mất cân bằng. Tức là một người chỉ biết cho, một người chỉ biết nhận, một người thì yêu nhiều hơn, còn người còn lại thì họ không yêu bằng cái đối phương. Tức là mọi thứ nó mất điểm cân bằng như vậy. Và mình thấy là có thể, như mình đã nói là có thể các bạn rất là dễ bị cuốn vào cái mối quan hệ đó. Rất là dễ bị cuốn vào cái mối quan hệ đó mà quên đi mọi thứ. Yeah. Mình thấy là về cơ bản thì bạn cũng, cho dù mình không cần biết là bạn bao nhiêu tuổi, bạn đang ở cái vị trí nào trong cuộc sống, nhưng bên trong bạn vẫn luôn có một cái đứa trẻ, nó khao khát được thể hiện, nó khao khát được tự do, nó khao khát được làm điều nó muốn. Thật ra ấy, thì chúng ta vẫn phải làm cha mẹ cho cái đứa trẻ đó. Tức là chúng ta phải chỉ cho nó những cái điều đúng, chứ không phải, không đồng nghĩa với việc là chúng ta phải chiều nó. Nó muốn thế này, nó muốn thế kia, nó gào khóc, nó đòi được phải thế này hay phải như thế kia ấy. Các bạn hãy dạy lại nó, để nó có thể là có được một cái quan điểm đúng đắn hơn, cái suy nghĩ đúng đắn hơn. Bạn là người kiểu như là ở bên trong cái khao khát của bạn rất là lớn. Bạn đã bung thì nó phải bung tận nặng luôn. Ok. Về cơ bản thì đây chỉ là cái lời cảnh báo cho các bạn về những cái gì nó sẽ diễn ra liên quan đến cái mối quan hệ này thôi. Còn đâu về cơ bản nhá, mình thấy là nó cũng là một cái mối quan hệ đem đến cho các bạn rất là nhiều cái cảm xúc ở đây. Hãy ngồi lại nói chuyện nhiều hơn, hãy dành cho nhau thêm thời gian để tìm hiểu lẫn nhau, để trao đổi, để chia sẻ với nhau nhiều hơn.
thì mình thấy là cái mối quan hệ này nó cũng sẽ phát triển theo cái hướng tốt hơn. Good waiting for, nên đừng đừng quá là vội vàng, đừng quá là bị cuốn vào nó. Bạn còn rất nhiều thứ phải làm đối với cuộc sống này, đối với công việc, đối với bản thân, đối với học tập, đối với những cái thứ khác nữa. Mình thấy nó sẽ là một quả bom cảm xúc. Cái thứ bắt đầu với bạn là một quả bom cảm xúc. Nhưng mà dù sao thì mình thấy các bạn cũng tích cực hơn cái giai đoạn trước rất là nhiều. Cái giai đoạn trước thì tệ, cái tâm trạng, cái cảm giác, cái cảm xúc của các bạn nó khá là tệ. Tuy nhiên thì khi mà cũng có thể đấy là lý do vì sao mà khi các bạn bước vào một cái giai đoạn mới và một cái sự khởi đầu mới ở đây, rất nhiều sự khởi đầu mới ở đây, thì các bạn bị phấn khích quá, bị quá khích quá. Đó, cho nên là hãy biết là mình nên làm gì nhá. Giữ cho mình cái điểm cân bằng thôi. Bình yên bên trong tâm hồn. Ok. Đó là các bạn chọn tụ bài số 1, chúng ta sẽ cùng đến với các bạn. Chào các bạn, đến với tụ bài số số 2 nhá. Đây là trẻ bé chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này một cách thật là cởi mở nhất nha. Với câu hỏi đó là điều gì sẽ kết thúc và điều gì sẽ bắt đầu. Thì đừng quên like, đô, comment cũng là nhấn đăng ký kênh nếu mà các bạn chưa đăng ký kênh của mình nhá. Ok. Mình thấy là cái điều sẽ kết thúc với các bạn ấy, đó chính là một cái khoảng thời gian, một cái quãng thời gian mà các bạn giống như là, cái này là mình thấy là các bạn tự nguyện. Mình thấy là các bạn tự nguyện, nó không giống với cái tụ bài số 1 là các bạn đấy muốn thực hiện nhưng các bạn ấy không thoát ra được. Còn các bạn là cái người tự nguyện ngồi ở trong một cái vòng tròn nào đó, các bạn tự vẽ ra đó. Mặc dù các bạn cảm thấy buồn chán nhưng các bạn không có nhu cầu, cũng không muốn bước ra khỏi cái vòng tròn đó. Thì mình thấy là đã đến lúc mọi thứ nó cần phải kết thúc rồi. Tức là sẽ đến thời điểm mà các bạn sẽ giải phóng bản thân mình ra khỏi cái vòng tròn đó. Đôi khi nó là một cái vòng tròn an toàn. Tức là khi các bạn ở trong một cái giai đoạn, một cái hoàn cảnh nào đó, nó đã quá lâu rồi, các bạn quen với nó rồi. Cho nên khi mà các bạn thay đổi hay là muốn bứt phá lên ý, các bạn không có làm. Và cái sức ì của các bạn nó rất là lớn. Có thể là ì này, lười này. Đấy, sức ì nó rất là lớn. Nhưng mình thấy là đến lúc để các bạn giải phóng bản thân mình ra khỏi cái vòng tròn đó, cái vùng an toàn đó của bản thân, cho mình cái khởi đầu mới. Thì mình thấy cái điều sẽ kết thúc với các bạn đấy là cái vùng an toàn các bạn nó sẽ bị phá vỡ ra. Và các bạn sẽ giải phóng bản thân mình để được tự do, để được làm điều mà các bạn thực sự mong muốn. Và có thể là các bạn cũng sẽ thoát ra khỏi được cái sức lười này, sức ì của bản thân này, hay là những cái yếu tố ngoại cảnh hay là bên trong bản thân các bạn, để các bạn làm điều mà các bạn thực sự mong muốn. Rồi các bạn bắt đầu giải phóng đi những cái suy nghĩ cũ này, những cái điều mà nó ngăn chặn các bạn. Nó giống như là một cái tảng đá, nó giống như là một cái chướng ngại vật giữ các bạn ở lại trong một cái tình huống nó không còn phục vụ cho cái sự phát triển của các bạn nữa. Đó. Và các bạn, và mình thấy là các bạn cũng sẽ tìm lại được cho mình cái sự cân bằng sau khi giải phóng được những cái điều này. Ok, để mình sẽ xem thêm đối với cái tụ này nhá. Và mình thấy là các bạn học, hoàn thành được một cái bài học nào đó. Hoàn thành được một cái bài học nào đó. Có những bạn thì có thể là các bạn tích lũy đủ một cái kiến thức liên quan đến một cái vấn đề nào đó rồi, và các bạn sắp chuyển sang cái giai đoạn thực hành. Đó. Giai đoạn gọi là đi sâu vào thực tế đấy. Đó. Và mình thấy là bạn cần phải xác định là cái điều gì thực. Mình thấy là có thể các bạn sẽ học cách để giải phóng những cái điều không thuộc về các bạn. Có thể là một nỗi cố chấp nào đó, như là tương tư về người cũ này, tương tư về một hoàn cảnh cũ nào đó này. Như mình đã nói là cái tụ này nó khác tinh thần so với cái tụ bài số 1. Tụ bài số 1 là các bạn ấy muốn thực hiện lắm, muốn hành động lắm, nhưng mà thiên thời địa lợi nhân hòa không cho phép. Còn đây là các bạn bị giữ chân lại bởi suy nghĩ của các bạn, bởi cái định kiến của các bạn, và bởi cái sự tiếc nuối của các bạn về một điều gì đó. Nó không dành cho bạn, not for you. Và các bạn sẽ chọn cách để giải phóng, để cho mình một cái cuộc sống mới. Đấy. Đấy là cái điều mà sẽ kết thúc nhá. Đưa xem điều gì bắt đầu này. Điều bắt đầu đến các bạn nhìn thấy True Love Come To Me không? Đó. Mình thấy là có thể là sẽ có một cái tình yêu, tình cảm nào đó mà nó là mang tính chất sắp xếp, mang tính chất định mệnh sẽ đến với các bạn. Và khi mà cái người này tới, có thể họ sẽ rất là khác so với cái gu của các bạn. Cực kỳ khác. Không giống một tí gì luôn. Người này có thể người thuộc cung lửa, bạch dương, nhân mã, sư tử. Họ
họ không thuộc cái gu của các bạn và các bạn không phải chờ đợi cái người này. Các bạn giống như là khi mà họ tới đưa offer cho các bạn ấy, kiểu trao tình cảm cho các bạn đẩy ra. Hoặc là các bạn không thèm nhìn, không thèm liếc mắt. Nhưng bên trong sâu thẳm bản thân của các bạn, ở đâu đó vẫn có một cái sự đấu tranh rất là mạnh mẽ rằng à, mình có nên cho người này cơ hội hay không? Mình có nên cho bản thân mình một cơ hội để có thể là bước vào một cái tình cảm nào đó hay là không? Sau đó thì mình thấy bạn có cái suy nghĩ về cái việc đấy là hay là mình quen chơi đi, hay là mình quen chơi đi, hay là mình quen ngắn ngày thôi, hay là mình quen 3 tháng thôi, quen mấy tháng, quen cho vui thôi. Đó, bởi vì mình thấy có short term ở đây. Nhưng mình không cảm thấy mối quan hệ nó sẽ ngắn đâu. Mà là đây là suy nghĩ của các bạn. Tức là các bạn muốn chơi qua đường. Nói thẳng một câu là như thế, các bạn là người muốn chơi qua đường. Oh my god. Soulmate này. Dạ, yeah, người này cũng là soulmate của các bạn. Soulmate. Mình thấy là các bạn cứ hy vọng vào một cái gì ấy. Các bạn cứ hy vọng vào một cái mối quan hệ hoặc là một cái gì đấy trong quá khứ ấy. Các bạn cứ nghĩ là nó chưa kết thúc rồi, các bạn hy vọng là nó chưa kết thúc, nhưng thực chất là nó đã kết thúc rồi các bạn ạ. Cho nên là các bạn phải đóng nó lại ở cái phần điều gì sẽ kết thúc nhá. Phải đóng nó lại ở cái phần đó đi để có cái điều khởi đầu mới này nó tới với các bạn này. Thì quay trở lại với cái vấn đề tình ngắn hay tình dài thì mình thấy là bạn không nghiêm túc trong mối quan hệ khi bắt đầu mối quan hệ này. Bởi vì có lẽ là các bạn nghĩ rằng người này không phải là cái tình cảm mà các bạn mong muốn, mong chờ. Nhưng người này họ sẽ đến vào một cái thời điểm thích hợp. Có những bạn thì mình thấy là cũng gặp rồi. Khả năng là có những bạn là gặp rồi. Họ có thể là một cái người đây là miêu tả một người nam. Thì nếu như các bạn là nam thì đây cũng có thể miêu tả các bạn là một người đàn ông rất là lịch lãm, rất là lịch sự, rất là nhẹ nhàng. Và họ là một cái người mà có thể là có gu ăn mặc này. Và có gu ăn mặc và có thể họ đến từ thành phố. Tức là họ sinh sống và đến từ một cái phòng thành phố lớn. Ủa tại sao người như này lại không phải gu của các bạn nhỉ? Nói chung mình thấy cái mối quan hệ này nó có duyên nợ. Duyên nợ nghiệp quả. Các bạn cần phải gặp nhau, cần phải tương tác với nhau. Và nó có phải là cái tình yêu đích thực của các bạn hay không ấy thì mình không dám chắc, mình cũng không nói chắc. Bởi vì có rất là nhiều diễn biến nó sẽ diễn ra. Bởi vì nếu như mình nói sớm các bạn sớm quá về cái kết quả này thì có thể là các bạn có thể sẽ có một cái hành động mà nó gọi là nó làm thay đổi kết quả đi ấy. Mình nghĩ là đôi khi không chỉ có một mà còn có thể là có hai người cùng xuất hiện cùng lúc trong cái thời điểm tiếp theo. Đau đầu nhở. Thêm vào đó thì mình thấy ở đây là có thể các bạn cũng sẽ cải thiện được rất là nhiều về mặt tiền bạc trong cái thời điểm sắp tới. Nhưng đại loại đây mình thấy có một người họ có duyên nợ với các bạn. Và ban đầu thì các bạn nghĩ là quen chơi thôi. Nhưng có thể, rất có thể là các bạn sẽ có khả năng là đi đường dài với nhau ở cái giai đoạn tiếp theo. Nhưng mà mình thấy ở đây có một cái sự đấu tranh rất là mạnh mẽ đến từ phía của các bạn. Không hẳn là các bạn không thích new love. Ui đúng rồi, tình yêu mới. Không phải, không hẳn là các bạn không thích đâu. Nó có một cái phần nào đó khoảng 40% gì đấy, 50% là muốn từ chối. À đâu, 60% là muốn từ chối. Nhưng 40% còn lại nó vẫn đang đấu tranh với 60% để mong muốn là à, hay là mình cứ thử đi. Mình bắt đầu nhẹ nhàng thôi. Mình bắt đầu kiểu nếu như mà không được, nó là cái tình yêu ngắn ngày hay là tình yêu thoáng qua thì cũng được, không có vấn đề gì. Mình thấy cái người này họ sẽ tiến tới trong cuộc sống của các bạn và tán tỉnh bạn cũng như là hành động khá là quyết liệt với các bạn. Các bạn thì các bạn sẽ tỏ ra là khá dửng dưng, nhưng không phải là các bạn không có tình yêu đâu, không có tình cảm với cái người này đâu. Họ sẽ đến vào một cái thời điểm thích hợp nhé. Hãy sẵn sàng để chuẩn bị đón nhận cái sự thay đổi này sẽ tới với các bạn. Mặc dù mình không muốn tất cả mọi thứ khởi đầu đều liên quan đến câu chuyện tình cảm, nhưng mà nó là như vậy à. Perfect timing. Họ sẽ đến vào một thời điểm rất là thích hợp. Và chắc chắn là điều này sẽ tới. Bởi vì mình thấy hai bạn có duyên nợ với nhau, sẽ gặp thôi. Hoặc là cái mối quan hệ này nó sẽ có khá nhiều drama, nhiều tình tiết hay ho, thú vị ở phía sau nữa. Mình cũng không muốn tiết lộ quá nhiều, quá chi tiết, nó mất hay đi các bạn ạ. Bởi vì giống như các bạn xem một bộ phim ý, ai đó tiết lộ cho các bạn một cái kết rồi thì các bạn lại không thấy vui. Và về cơ bản thì tương lai là vô vàn những cái kết quả. Các
các bạn ở cái năng lượng nào, ở cái tần số nào thì các bạn sẽ thu hút cái kết quả ở cái cùng với cái vị trí nó như vậy. Đó. Tụ số 2. Đau đầu thật. Mình thấy thời điểm tiếp theo các bạn cũng sẽ tập trung rất là nhiều vào công việc tiền bạc của các bạn. À, đó cũng là lý do vì sao mình thấy con money ở đây này, có tiền bạc đây này. Bạn bè, bạn có thể biết họ thông qua bạn bè của các bạn có mai mối gì đấy nhá. Keep an open mind. Người này rất là khác so với tưởng tượng của các bạn, so với những gì mà bạn đề ra. Yeah, soulmate của bạn là một người rất là khác so với những gì mà bạn đã mong chờ, đã suy nghĩ. Cho nên là hãy mở cửa cái tâm trí ra để đón nhận những cái sự thay đổi mới này, để đón nhận những cái nó khác biệt này. Chắc chắn là họ cũng có một cái điểm gì đấy rất là thu hút bạn, thì bạn mới chú ý đến họ. Có thể là bạn là một cái người mà không thích những cái người chàng trai mà quá là chú trọng vào ngoại hình, nhưng họ lại là một cái người mà rất là biết cách chăm sóc cho cái ngoại hình của họ. Nhưng mà không biết được, câu chuyện còn rất là thú vị ở phía trước. Hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhá. Ok, chúng ta sẽ để kết thúc cái tụ bài thứ hai, chúng ta sẽ cùng đến với tụ bài số 3. Đến với tụ bài số số 3. Đây là trẻ bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này một cách thật là cởi mở nhất nhà. Và đừng quên like video, comment cũng như là nhấn đăng ký kênh nếu mà các bạn chưa đăng ký kênh của mình nhá. Với câu hỏi đó là điều gì sẽ bắt đầu và điều gì sẽ kết thúc. Ok, điều gì sẽ kết thúc? Điều gì sẽ kết thúc trước nha? Điều gì sẽ kết thúc này? Vì cái điều sẽ kết thúc với các bạn đó chính là một cái sự chờ đợi nào đó đối với một cái, có thể là một cái dự án, một cái điều gì đó mà các bạn đã chờ từ rất là lâu rồi. Các bạn, mình thấy là các bạn đã gieo trồng, đã chờ đợi, đã chăm sóc nó và đợi đến cái ngày mà bạn được hái quả, thì mình thấy rằng là các bạn sẽ đến một cái ngày bạn được gặt quả, cho dù bạn chờ đợi điều đó là điều gì. Có những bạn chờ đợi tình yêu, có những bạn đợi chờ một cái tin tức từ nhà tuyển dụng, từ nhà phỏng vấn, từ công việc của các bạn, hay là du học hay là gì đấy, thì mình thấy là các bạn sẽ nhận được cái tin nhắn nào đó, sẽ nhận được một cái tin nhắn nào đó để giống như là kết thúc cái khoảng thời gian mà bạn chờ đợi đó ấy. Đấy là điều đầu tiên. Điều thứ hai nữa kết thúc ở đây đấy, thì mình thấy là các bạn đã bắt đầu hoàn thành cái quá trình healing cho bản thân của các bạn rồi. Tức là nó đã ở một cái mức độ nào đó mà nó đã ổn hơn, đã tốt hơn rất là nhiều so với trước đây rồi. Mình thấy các bạn bắt đầu thanh lọc cuộc sống của các bạn theo cái hướng tức là có thể các bạn bắt đầu biết là mình cần phải healing chỗ nào này, rồi mình làm như nào để có thể là lấy lại được cái sự cân bằng cho cuộc sống của bản thân mình. Thì mình thấy là các bạn đã bắt đầu kết thúc một cái giai đoạn gọi là trước đây mù mờ, giờ dẫm đi trong sương mù để thực hiện không biết healing như nào đây, chữa lành như thế nào đây, rồi bắt đầu từ đâu, rồi như thế này thì mình đã ổn chưa. Thì nhưng bây giờ các bạn hiểu được rằng là cái vị trí của các bạn đang đứng đâu trên cái hành trình này rồi, và các bạn hài lòng với nó. Đấy, đấy là cái điều nó sẽ kết thúc. Đây là một khoảng thời gian chờ đợi. Có những bạn đây có thể các bạn chờ đợi tình yêu nhá. Chờ đợi một ai đó nhắn tin cho các bạn nhá, chờ đợi một ai đó liên lạc cho các bạn nhá. Đó thì mình thấy là cái tình huống này nó sẽ kết thúc. Thay vào đó cái điều gì sẽ bắt đầu ở đây, mình thấy cái điều sẽ bắt đầu với các bạn là các bạn sẽ chắc chắn là sẽ có một cái cuộc giao tiếp, một cái cuộc nói chuyện nào đó, có thể là thông qua mạng xã hội, thông qua tin nhắn hay gọi điện gì đấy, nhưng đây sẽ là cuộc nói chuyện rất rõ ràng. Nó có thể là thông tin đến từ nhà tuyển dụng đấy, như mình đã nói từ lúc nãy. Và nó bạn sẽ thời điểm đó các bạn sẽ cảm thấy ôi cuộc sống của mình thật là có nhiều lựa chọn mà mình không biết là chọn cái điều gì đây đó, bắt đầu lại phân vân giữa cái việc là mình nên chọn cái điều gì. Thì mình thấy rằng là trong cái cuộc giao tiếp này bạn nên sử dụng những cái lời nói hoặc là những cái ngôn từ sao cho khéo léo nhất, và nó giống như là nó hãy sử dụng cái ngôn từ, nó sẽ là một trong những cái chìa khóa. Ngôn ngữ sẽ là một trong những cái chìa khóa nó giúp cho cái công việc hay giúp cho cái thứ mà bạn chờ đợi đấy nó có thể đến đến với bạn một cách suôn sẻ hơn, đến với bạn một cách thành công hơn đó. Có những bạn thì các bạn chờ ai đó nhắn tin, chờ ai đó gọi điện, như kiểu một cái tình cảm nào đó, một cái tình yêu nào đó, thì mình thấy là thời điểm tiếp theo cũng sẽ có ai đó nói chuyện với bạn, nhắn tin với bạn. Có những bạn thì các bạn mong muốn đây là một tình yêu mới, thì mình thấy là sẽ có người mới tới với các bạn để nói chuyện với các bạn, trao đổi với các bạn. Và khi mà họ tới, bạn cũng nên mở lòng, giống như là bạn đang được kêu gọi để bước ra khỏi cái cánh cửa cũ để bước vào một cái cánh cửa mới. Mà ở đó thì mình thấy các bạn được là chính các bạn, và các bạn giống như là sẽ được tỏa sáng này, sẽ được giống như là thể hiện bản thân mình.
Ok. Mình thấy ở đây ý, ở đây có miêu tả những cái người như sau này, có thể là liên quan đến một người đàn ông da đen tóc xoăn, nếu như bạn là nam thì đây cũng có thể là miêu tả các bạn nhá. Một người thì họ tràn trề, tràn đầy tình cảm. Kiểu như vậy. Mình lấy ví dụ nó như thế này, có thể bạn chờ chờ đợi một cái tin nhắn đến từ một một ai đó, từ cái người A đi. Đó. Các bạn chờ mãi nhưng mà họ chưa nhắn tin cho các bạn, họ chưa có liên lạc lại với bạn, họ chưa quay trở lại với bạn chẳng hạn. Đó. Thế nhưng mà cái tình huống này nó sẽ kết thúc khi mà có một người khác đến nói chuyện với các bạn và các bạn quên luôn cái việc phải chờ đợi cái người cũ kia. Đấy. Nó sẽ đến theo hướng là như vậy. Và chính cái điều đó ấy nó giống như là một cái lời gõ vào người bạn, một cái lời kêu gọi cho các bạn là bạn nên buông cái cũ đi. Bạn nên buông cái sự trông chờ của các bạn và những cái điều mà nó không thể xảy ra đi. Sẽ có thứ khác được thu hút đến cuộc sống của các bạn, bước vào trong cuộc sống của các bạn. Thì hãy đón nhận nó, chấp nhận nó. Và mình thấy các bạn ngày càng ổn hơn, phát triển hơn rất là nhiều. Làm chủ cuộc sống, làm chủ bản thân của các bạn rất là tốt. Giống như một cái vị nữ hoàng của cuộc sống ấy. Đó. Giống như các bạn chờ một người nhưng một người lại tới, một người khác lại tới. Và bạn quên luôn cái việc là bạn phải chờ cái người đầu tiên kia. Nói chung mình thấy các bạn phát triển rất là nhiều, đặc biệt là về cái mặt gọi là bạn bắt đầu chữa lành được những cái tổn thương các bạn có. Chữa lành được tương đối rồi, giống như mình đã đi một cái chặng đường tương đối rồi. Đó. Và mình thấy là các bạn cực kỳ vui vẻ, hạnh phúc, cảm thấy rất là viên mãn, đầy đủ về cả mặt vật chất lẫn tinh thần ở đây. Mình thấy là có những bạn thì các bạn nhận được tin rất là tốt liên quan đến công việc học tập này. Nó đem đến cho các bạn một cái nguồn lợi về mặt tiền bạc tài chính. Rất nhiều thứ khởi đầu đúng không? Về mặt tiền bạc tài chính này, đó. Có những bạn thì lại là tình cảm. Tùy vào thứ cái năng lượng mà các bạn phát ra ấy thì các bạn sẽ thu hút những thứ tương tự đến với các bạn. Cái này nó chính là luật hấp dẫn đấy, đó. Ok, mình sẽ xem kỹ hơn một chút nữa nào. Tụ số 3. Phải, mình biết ngay sẽ có cái lá này ra mà. Tức là sao? Mình cảm thấy các bạn sẽ tập trung rất là nhiều cho công việc ở thời điểm tiếp theo, công việc tài chính tiền bạc ở thời điểm tiếp theo. Tin tốt, sẽ có tin tốt gì đó đến với các bạn liên quan đến công việc. Có thể là nâng lương này, có thể là thăng chức này, có thể là chuyển sang một cái bộ phận mới này. Nhưng mà mình thấy là nó thông qua cái việc giao tiếp, có thể bạn bày tỏ nguyện vọng của bạn đối với sếp, đối với cái nơi làm việc của các bạn và bạn đề xuất tăng lương chẳng hạn. Đó, bạn mình lúc trước cũng vậy mà, bạn mình lúc trước cũng đề xuất tăng lương và sau khoảng 1 hay 2 tháng là được duyệt đấy. Hơi lâu ha. Thế là lâu hay nhanh nhỉ? Thì có thể là bạn cũng như vậy. Bạn đứng lên để giống như là bạn biết là bạn xứng đáng với cái mức lương đó, với cái định mức đó thì các bạn đề xuất lên và các bạn sẽ được duyệt kiểu như thế. Mình cảm thấy sẽ có cả cái sự thay đổi về cả tình cảm lẫn công việc của các bạn luôn, tức là mọi thứ nó sẽ đồng loạt đến với các bạn. Thứ cần kết thúc thì nó sẽ đóng lại. Thứ bắt đầu nó cũng sẽ bắt đầu một cách rất tự nhiên và các bạn không có thể cản được. Mình thấy tài chính tiền bạc của bạn rất là tốt đấy, ổn định cân bằng, thậm chí là còn có tiền để cho đi cơ. Tụ số số 3. Mình thấy nếu như mà liên quan đến một mối quan hệ nào đó ấy, thì mình thấy có thể là các bạn sẽ có một cái obstacle, sẽ có một cái chướng ngại vật, đó chính là các bạn đây là một mối quan hệ ở xa nhau. Long distance, đây có thể là một mối quan hệ ở xa nhau và chính đó có thể đó chính là lý do vì sao các bạn nhắn tin nói chuyện với nhau rất là nhiều thông qua mạng xã hội. Pipeline, đây là một cái kết nối pipeline relationship. Cái mối quan hệ này có một cái sự liên kết rất là mạnh mẽ đến từ những cái kiếp sống trước. Các bạn đã từng gặp nhau rồi, đã từng đồng hành với nhau rất là nhiều rồi và đây có thể là một cái tình yêu mới đến với cuộc sống của các bạn đấy. Nhưng mình có thể kiếp trước các bạn là một người là những người ở cùng một gia đình với nhau. Người này mang một cái năng lượng chững chạc, khá là chững chạc. Bạn cũng là một người
khá là ổn định, trưởng thành rồi, nhưng người này còn có thể là sẽ chững chạc hơn bạn rất là nhiều, hoặc là cái vẻ bề ngoài của họ trông khá là chững chạc hơn so với tuổi của họ. Sẽ khởi đầu có những bạn thì có thể là các bạn sẽ còn được cả cái người mà bạn chờ đợi, kiểu như là cái người cũ đi, bạn chờ đợi một người cũ đi, mình lấy ví dụ thế, nhắn tin, nhưng một người mới nhắn tin với các bạn, sau đó là các bạn được cả người cũ người mới nhắn tin nói chuyện, đến lúc đấy lại không biết là chọn cái gì đấy. Nói chung là với tất cả những gì đến với cuộc sống của các bạn tiếp theo, hãy đặt mình vào trạng thái đón nhận, hãy để cho mọi thứ nó được thuận theo tự nhiên mà lắng nghe con tim của các bạn ấy. Cho dù bạn gặp chuyện gì và như thế nào đi chăng nữa, các bạn luôn luôn nhận được sự hỗ trợ từ vũ trụ. Ok, hãy chuẩn bị cho những cái blessing, cho những cái phước lành sẽ được thể hiện ra, sẽ được show ra trong cuộc sống của các bạn trong cái thời điểm tiếp theo. Ok, và hãy chọn cách tận hưởng mọi thứ nhé. Enjoy the journey. Cho dù nó là điều gì, tích cực hay là tiêu cực. Nói chung là nó tốt hay nó xấu ấy, các bạn còn phải chờ thời gian thì mới có thể có một cái nhận định được chính xác được. Đó là các bạn chọn tụ bài số 3 nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhấn like và đăng ký kênh của mình nha. Bye bye.